Thay vì tập ở sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tối ngày mùng 4 tháng 9, thầy trò ông Park được tập tại sân Mỹ Đình, chuẩn bị trận gặp Úc ở vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á. Vì chấn thương, Đình Trọng sẽ vắng mặt ở trận đấu ngày mùng 7 tháng 9. Do vừa trải qua trận đấu căng thẳng với đội Ả Rập Xê Út và tiếp đó là chặng bay dài từ Riyadh về Việt Nam, nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành chọn cả ngày để các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng. Ông cũng yêu cầu đội ngũ y tế kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của từng cầu thủ nhằm có những giải pháp chủ động về lực lượng. Thành Trung bị căng cơ nhẹ nên vẫn tập bình thường còn Tiến Dũng, ngồi cạnh Trung, vẫn phải tập riêng. Anh không có tên trong chuyến làm khách tại Ả Dập Siút vì chấn thương cơ khép. Trong buổi tập tối ngày mùng 4 tháng 9, các cầu thủ đá chính trong trận đấu với Ả Dập Siút chỉ vận động với cường độ nhẹ nhàng để tái tạo nguồn năng lượng trong khoảng hơn 30 phút rồi lên xe trở về khách sạn. Nhóm cầu thủ dự bị và ít được thi đấu tiếp tục ở lại để rèn thêm các bài tập về chiến thuật. Hai cầu thủ đang hồi phục chấn thương là trung vệ Tiến Dũng và tiền vệ Minh Vương vẫn được tập theo chế độ riêng. Trong khi đó, trung vệ Đình Trọng do mới phát sinh vấn đề về cơ đùi sau trận gặp Ả à Rập Xê Út nên cũng tập riêng dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ. Ông Park đau đầu vì Duy Mạnh bị treo giò, không thi đấu trận gặp Úc. Anh vẫn có mặt ở buổi tập tối ngày mùng 4 tháng 9. Hồ Tấn Tài, trái, có thể chơi được ở vị trí trung vệ phải. Nguyễn Thanh Bình của Việt Tên cũng chơi được ở vai trò trung vệ phải tuyển Việt Nam quyết làm nên chuyện trước Australia trên thánh địa Mỹ Đình. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, sân Mỹ Đình luôn là điểm tựa của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu chính thức. Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng các trận đấu tại Mỹ Đình rồi lên ngôi vô địch. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng có thành tích bất bại tại Mỹ Đình. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có hai chiến thắng trước Malaysia và UAE, một trận hòa trước Thái Lan. Việc đội tuyển Việt Nam chưa từng thua trên sân Mỹ đỉnh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ. Tuyển Việt Nam sẽ gác lại tất cả sau trận đấu với Ả Rập Xê Út để hướng đến màn đối đầu với một đối thủ còn được nhận định mạnh. Hay và có nhiều miếng đánh hơn so với đối thủ Tây Á. Vấn đề với tuyển Việt Nam ở thời điểm này là hàng thủ đang bị cơn bão chấn thương càn quét mạnh mẽ. Hàng thủ vốn đã khuyết nhiều vị như đoàn văn hậu. Bùi Tiến Dũng nay lại thiếu vắng duy mạnh và sự tái phát chấn thương của Đình Trọng sẽ càng khiến tuyển Việt Nam gặp khó khăn hơn nhất là trước những cầu thủ có thể hình cao to bên phía australia huấn luyện viên park hang seo sẽ phải tìm ra những phương án tiếp cận giải quyết một australia đang rất sung mãn đặc biệt là khắc chế lối chơi không chiến đầy sức mạnh của những cầu thủ đang chinh chiến ở trời âu bóng bổng sẽ là mối nguy hiểm cực lớn với tuyển việt nam ở trận đấu này xét trên nhiều phương diện đối thủ đang mạnh hơn rất nhiều so với đoàn quân của huấn luyện viên park hang seo cơ hội giành phần thắng của tuyển việt nam là không nhiều thẳng thắn nhìn nhận nhưng điều đó không có nghĩa là run sợ trước đối thủ. Người hâm mộ vẫn tin huấn luyện viên Park Hang-seo, tin các cầu thủ Việt Nam với ý chí cuột khởi, không biết cúi đầu trước mọi đối thủ sẽ tìm ra những giải pháp khắc chế để hướng đến kết quả tốt đẹp. Người hâm mộ Việt Nam đặt niềm tin các chiến binh sao vàng sẽ vượt núi thành công để làm nên chuyện trước đội bóng xứ chuột túi. Để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Australia, tuyển Việt Nam đã chào đón sự gia nhập trở lại của bốn cầu thủ là trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Tiền vệ Trần Minh Vương và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Trong bốn cầu thủ này, Tiến Dũng và Minh Vương không kịp hồi phục chấn thương nên lỡ chuyến đến làm khách trên sân Saudi Arabia, trong khi Việt Anh và Văn Hoàng không có tên trong danh sách rút gọn 25 cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo đánh giá của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Australia còn mạnh hơn so với đội tuyển Saudi Arabia. Do vậy, ông và các học trò của mình sẽ phải nỗ lực gấp bội trong cuộc đối đầu với đội bóng này tới đây. Sau lượt trận thứ nhất, tuyển Australia tạm thời dẫn đầu bảng B với 3 điểm và hiệu số cộng 3. Saudi Ả xếp ngay sau với cùng số điểm và hiệu số cộng 2. Oman xếp thứ 3, Nhật Bản thứ 4, Việt Nam thứ 5 và xếp cuối bảng là Trung Quốc. Các cầu thủ Australia đã trình diễn lối chơi mạnh mẽ, thiên về thể lực, tốc độ nhưng cũng rất đa dạng và ăn ý trong tấn công. Đội bóng xứ chuột túi có chiều cao trung bình cầu thủ cao nhất tại bảng B, 1,82m. Bóng bổng đang cho thấy đó là thứ vũ khí lợi hại của đội bóng đến từ châu Đại Dương. Theo thống kê, 13 trên 28 bàn thắng của họ ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 đến từ miếng đánh hiệu quả này. Trên tháng 3, không trước Trung Quốc ở trận mở màn đã nối dài chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của tuyển Australia tại vòng loại World Cup 2022. Thầy cho huấn luyện viên Graham Arnold đặt mục tiêu sẽ nâng chuỗi thành tích lên con số 10 khi gặp Việt Nam. Đội tuyển Australia đã có mặt tại Hà Nội Thực hiện quy trình khép kín từ di chuyển, ăn ở, tập luyện, đội tuyển Australia được VFF bố trí tập riêng tại sân tập phụ khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Riêng buổi tập trước trận đấu đội Australia sẽ có hơn một giờ làm quen với sân đấu chính Mỹ Đình. Huấn luyện viên Ano thông báo sẽ đóng cửa tập kín trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam, Australia trên sân vận động Mỹ Đình sẽ không đón khán giả để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trận đầu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Australia sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 7 tháng 9 trên sân Mỹ Đình.